Thì ngay chỗ tao ngủ đó trời cũng đánh bể lỗ bằng súng dài. Tao xuống tao ngủ bữa trước bữa sau tao biết rồi. Tao nói cho kỳ ở đây. Rồi tao hỏi mẹ con cái thằng dắt tao đi xuống đó, hỏi ở đây con ngủ con thấy gì không? Nó thấy có một cục đen xì nó chiều bữa nào cũng gặp. Tao nói cái nhà này con ở đây con bị người ta yếm hồi đó nó cắt yếm rồi. Đồng mau lên. Ôm hôn Tư cái đi. Mắc cỡ. Có gì sao đâu, lại đi ông Tư. Kệ nó. Tư thương. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống con. Ngồi xuống. Đau cổ ông đi. Ngồi xuống. Ngồi nghiêng quá. Bà lớn mà bị ma túy là viêm mũi rồi. Ông Tư hung cái đi. Hung Tư cái đi. Rồi. Thôi đừng hung để nó hung cha mẹ nó đi. Hung quá nghiêng cái đầu lới quá vậy nè. Ừ vậy đó mới hay. Đó. Tôi chưa? Ừ đó có gì đó. Có mất miếng thịt nào đâu mày? Tao phụ nữ nó còn đòi hung tao, tao còn sợ phụ nữ nữa. Sợ. Quan trọng cái cử ăn uống mình em Út ráng cử. Tại mình kêu hai chứng vậy chứ nó trị thượng trị hạ đó. Viêm mũi cũng là trị, trị thượng. Ăn trên đầu mình dài xuống. Còn trị hạ mình dưới hậu môn. Dạ. Ông Tư cô biếu ông 500 ngàn. Cảm ơn cô với cháu. Bữa nay mới biết ông đó. Với nghe cái tiếng chú này nè, nói vô tới quầy rồi nghe cái tiếng chú này con biết rồi đó. Có hai thằng. Có chú nhỏ nhỏ nữa. Hai ở đây có ba thằng tới lui hoài ăn tà hủ không à. Ăn được không chứ sao. Ông Tư ăn mặn hay ăn... Tôi ăn tà hủ cô, ăn năm 90 tới giờ lận. Ba mấy năm rồi. Hồi trước là nói thịt cá, bởi nói với cháu mày dùng nào nói ếch trắng nhiều ta biết hết. Bữa nay chúng hai em thợ săn gặp. Ừ, cháu dạ. 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 Cô về phải. Dạ, dạ. Dạ. Mình ham mình mê á. Nào trong ngày mê nó nhiều quá mê. Còn hổ hành á, tao lên trên gò bên Bù Nâu tao đâm một lát đầy hai bao luôn, muốn đem ra Vĩnh Hưng bán không ai mua, không biết rắn này không biết ăn. Còn tao văn rắn nước với ri cá ri voi nó đâm ơi tao móc mồi cá mình á, sáng bà nội nó dính nùi nùi, đem về nhậu con bán không được. Rắn hổ có 50-60 ngàn ký à. Rắn hổ đất mình. Tôi bắt được 3-4 con đem lên chợ bán lại nó coi không à. Không ai dám ăn. Không biết ăn. Sao ý sao này, tôi bảo số 5 nó mà xách cái gắn nước nửa bao mà không có chợ nào nó canh chứ. Từ núi sập về tới cái huyện Vĩnh Hưng đó, nguyên cái dòng họ thằng này từ công an tới huyện đội những cái gì bán mấy dân nhậu. Rồi đem là bán hàng không, nó không biết. Chú đào một cái đó chừng một thúng dạ trứng hổ hành, mấy bao rắn hổ hành luôn. Cái lộ nó mới đắp chuột cống nó lan nó bư bên này trổ bên kia đẻ. Tao đào bà nội bắt hổ hành tao nướng, cái ông chủ nhà ông nói trời ông nội này nó dai hơn thịt trâu nữa, ông nướng về sao ăn. Tao nói, không biết người ta làm cho ăn. Ta nướng rồi ta chắc khúc khúc cái bao tử nó mình rút ra bỏ. Chừng ta làm nước ba cái tương nhận mình à. Đi ta mua 2 ký tương nhận đem theo. Chấm rắn ăn nó bén. Nó bắt hơn mắm ruốc mình dữ lắm. Đào cho ăn cơm ngon. Ngon. Mình làm nó mệt mệt cái ham ham á. Ờ vô ăn cơm ngon. Bà nội cái còn ếch đó chú chỉ mày đó. Sáng mát đâu làm. Từ bên cái kinh cá chốt nó tắt lên Hùng Ngự mình ăn. Từ đó đổ bệnh ếch. Bằng đêm mà mưa đám là con hết ngủ với ếch luôn.
mày nghe nó kêu không biết đường đâu mà đếm. Còn mấy cái dòng khô khô đó rọi đèn lên đỏ con đó, bình bình mấy chục ký sao mà ăn nổi. Mấy con nằm với mé mé thì đâm được, nằm trâu đó. Đi đâm không chứ không có chụp không Tư? Đâm không à, chỉa 5 mũi vậy nè bằng chì gai mình đó. Vậy là đâm nó chết chân rồi. Đâu chết. Không chết sao? Không, bị dây chì bụng mình nhỏ xíu hả? Dạ. Yeah. 2-3 ly à. Đâm. Mũi nhỏ, đâm mũi nhỏ xíu. Tao nói qua câu kéo miếng mồi vẫn chạy rồi rắn nước nó rượt bày tao nói rùng đã rồi. Bữa đó hai thằng mà ăn ngồi rắn nước đó tao độ chắc gần chục ký chứ không ít. Dùng cái nồi số 6, số 7 mà luộc dung nồi luôn. Luộc rồi gần chín rắn coi nó mềm rồi cái nhắc xuống. Ủa ngựa thằng nào muốn ăn con nào nó gấp nguyên con rồi xé ăn. Bữa đó bỏ ăn cơm luôn, nấu nồi cơm không ăn. Ăn mồi không? Ờ, ăn mồi không. Quất đâu chắc lít rượu, hai thằng quất lít rượu. Ăn rồi bật ngang đám điện điện đó rồi bẻ cò lại cái, lấy cái mền cột để nó ngủ luôn. Đúng vậy đó, đi sắp tới chiều chiều đó, ai đang mua lít rượu. Nấu chùa điện điện không xuống không uống vậy đó. Uống rượu mà ít vậy mà ăn đồ ăn nhiều vậy làm sao bệnh được? Không bệnh mạnh nữa. Mạnh thêm cái đâu phải mình uống cho mình lại say la liệt đâu. Mình uống dễ ngủ đó, cho máu rồi kìa. Ở không đồ này kia uống ăn. Thông máu dứt khỏi á, dễ ngủ. Bà nội ơi, ít gì mà trời mưa một cái con dòm trên bờ ruộng mà mình bình bự đâu mà ăn nổi. Yeah. Ngồi con nào cũng thấy bắp dế mà ếch xanh á, ếch da xanh nó mới bông xanh á. Bự. Có con gần cả ký, hơn ký. Tối cả ban ngày thì kêu bình bọt, tối con nằm ngủ xanh quanh kêu gập 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 gập. Cái kêu làm ngồi á, mà con nào á mà nó kêu như gà khô, mấy con đó là dữ lắm bự đó. Bình kỳ tao đâm, trong đời tao đâm ếch có con, tao đâm ký mấy. Kêu á, con nào nó kêu như gà khô, âm thanh lớn, kêu gập 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 gập. Mà cái vùng Vĩnh Hưng này người ta đâu đi soi bị rắn hổ quá, tao không dám đi soi trong đêm. Tao vô nền nhà đó, tao đào, tao bắt 4 con trong nền nhà. Hàng chuột. Biết cái trong đó có không Tư? Bò vô bò ra, chủ nhà chạy bỏ nhà luôn. Trời ơi ông Tư ơi, muốn tiếp, ông bắt giùm con. Tao nói bắt bể gạch bể chim ăn mày. Kệ bể con mua con đút lại, ông bắt cho hết giùm con. Cũng sợ quá rồi. Quá sợ. Bị nước xung quanh nước không à, cái nền nhà nó còn đâu với chừng mấy tấc nữa ngập rồi. Rồi nước chuột nó bò vô bò ra, anh lú đầu ra, anh ta anh cắn chuột anh ăn ngoài luôn. Cũng bỏ nhà phóng như ra đồng. Sợ rắn hổ vậy đó. Chứ cái loại đó nó cắn chết người mà. Cắn chết người mà ta sợ. Cắn vô tôi bắt ở trên. Ông nội con với già con hồi xưa cũng lên bắt tay từ cái đầu rắn hổ lên đi. Rồi chuột, rồi mà chuột, chỉ chuột cống thì ông ha, sang cho ông là phơi khô là đầy ghe đó. Đi cũng đồng phận mỗi đôi đáng về. Rồi về rắn nhà hổ là cạo găng xỏ sâu. Rồi bà nội con đem qua chợ bán, cũng ghe ghe đó. Con nội con. Rồi tôi bắt, tôi nằm nữa bắt mấy trăm ký. Hai cho con đâm đâm nhức nách thôi nghỉ. Đó cũng đâm vậy đó. Ông nội con nhưng già con đâm đĩa vậy đó. Rắn hổ thì nó quấn cục nào cũng lấy bằng cái súng dê, súng dạ mình cục cục đâm cái mấy chục con. Đâm sờ nẹo nẹo rồi bữa em mày dở khoan tôi suốt nguyên chĩa khoan. Đâm kỳ đó cái bà chủ dựa bà chết, hai đứa cháu nội với một thằng chài già bà má đền mạng đi hầu tò. Bị chà già anh uống rượu ba cơm, anh nói anh thầy thuốc rắn vô dở kỳ đó đâm tàn hổ đế không. Hổ đế con nó da anh đen thui như hổ trâu mình, khi con cạo lông nó con mới thấy cái sọc rắn đó. Nó y như mặt lưới dán lên lưng đó. Hổ đế. Đừng nói hổ rắn hổ nó cắn nó phùng bằng nào cũng hổ xuống là lầm, hổ đế nó táp như đi voi. Nó giống như hổ ngựa khoan tới vậy không Thư? Nó rắn hổ mình mà nó cắn nó không cần phùng bằng não. Táp. Nó táp lên. Còn rắn hổ mình á, dạ tại vì nó thì ảnh phùng bằng não vậy, ảnh quất xuống không mà. Nó quất lên. Từ hổ đấy. Quất lên từ đó mới khó tránh đó. Tránh gì khỏi.
đi ra chỉ mấy con đó gặp ông Tư thợp đầu. Ông già vợ anh hai mày nè, trong cái cây măng già nó mục, ở trong nó nằm một bọng đầy nhóc cây măng già, mình ôm đấu giáp. Yeah. Mục con dòm leo lên lăn ảnh vứt một khúc trống, tao nó thấy đầy nhóc đủ ngựa nhào, nó bể cái màn già nó chảy ra, hai tay tao vứt tay được ba con sáu con, ông xui tao chụp nó đi, cái màn già nó bể rồi. Yeah. Té xong luôn, cái xuồng trôi ra ngoài, ông tao biểu anh hai mà chống lại, ông xui tao nói, anh xui tao nói xui mấy què gì mày. Con nào nấy quá bự đâu buông được hên với xui. Tao biểu anh hai mày dở khoan, tao dục con sáu con rắn, mười mấy ký, sáu con, gần hai chục ký, con ba ký mấy không. Mà không biết sao mà sửa tích thì sao mà sửa làm xui, chứ anh xui, chứ anh hên, không kêu anh, chứ không làm, biết sao á. Không kêu anh hên, chứ anh xui. Cái nghĩa từ này mình không biết từ đâu mà ra. Kết nghĩa bên nội bên ngoại, kêu anh xui, chị xui. Bữa ông nói cái, kiếm con chiều làm xương xương ăn chơi, anh xui muốn ăn rắn hổ. Tao quất con đâu ba ký mấy dòng cái tô con gà mình á. Yeah. Mở với ruột đi dung một tô vậy, anh nói trời ơi tôi thèm mở rắn dữ lắm rồi. Rồi để nguyên cho ông ăn luôn, ruột cứ ăn mần, con gái ông là con dâu mình. Ông ăn rồi chiều về giác đó, bữa sau hết chống đi đâu nổi. Mẹ bà nổi. Ỉa cái rồ luôn, cái chung mấy chung nốt. Hồi đó đâu có mùn, ngủ nốt nhiều. Mới chung vô nốt là lạc ra ỉa nữa, là mũi nó cũng ra riết, mùi thúi nó không lại cắn. Rồi tao hỏi ăn nữa, ông chú sợ rồi. Một tô mở thì mình theo hai đứa mình ăn chưa được nửa tô nữa, bị cái mức thèm quá mấy chục năm mà không ăn. Quá thèm. Ăn quá ăn. Rồi bữa sau thấy bìm biệp bay bày, ông kiếm bìm biệp ăn, bữa anh xui bìm biệp ăn bổ lắm, ăn. Chiều tôi bắt được 30-40 con bìm biệp. Ông ngồi ông lựa con nào ú nu, mình ăn ba con vậy đó. Nhổ lông mần mổ ruột ra nướng không, trên đó có gì đâu mà xào. Rồi anh ăn con, anh nghĩ ăn rứt không rứt. Dạ nó dai à. Dạ. Thấy hồi gần nó dai không, mọi người lắm. Còn cá rô á, thọc mô ông, con câu lát bưng không nổi. Cái rổ tao bưng rồi đó, bưng không nổi. Cá rô kêu cá rô non, con bắt tay mình, con đập trên lùm lăn rồi nó lên ồ ồ. Bỏ xuống mà giật không kịp đứt lưỡi. Cá rô non mà bằng bắp tay. bắp tay mình vì nó xanh dần ha. Dạ. Yeah. Nó nước lên nhiều là con cá nó mềm. Lắm. Mềm sụm ha. Ngon, còn cá đáng hạn. Tao chơi tao mổ ruột, mổ tét cái họng ra rồi tao để nguyên dãy gì tao chiên. Vô nó cha không mặn, tao nó mặn à, hết ngon rồi. Nó giòn do dãy nó giòn lên á. Chiên xù á. Dạ. Bà nội, tao xuống dưới sông đốc dưới cũng vậy. Nó đi thăm lưới bảy phân rử cá rô, nó còn tính đâu qua cá nhỏ một rổ về cá rô cá bổi rồi này kia. Bắp tay bự mình cái vô bị cháu nội nó cưng lắm, cha nó đi học Hà Nội, nó trưởng ban công an huyện Trần Văn Thời, nhỏ nhà đau ban không biết, rước thầy pháp lại tao vô thấy bàn nó nói cúng 5-6 con heo rồi. Yeah. Mà nói còn thiếu. Giờ nhỏ bị binh tướng bắt dẫn về tới Tà Lợn, tôi nói quá trời xa rồi. Nhà tôi qua Tà Lợn cũng gần cả 100 cây số. Bằng tướng này ngang lắm, nó còn trẻ. Vì con thứ hai nó mới 30 tuổi, chưa được 30 nữa. Nó trưởng ban công an huyện Trần Văn Thời mới thành lập nữa. Thù nữa nó dẹp mà nó chữ nát qua ông thầy pháp đó. Rụ má rụ mẹ nó nói bắt nhỏ gì về tới Tà Lân. Vợ chồng buồn khóc muốn chết, mà tao thương con gái thứ hai của nó, thứ ba. Mà ngặt, nó ngộ mình thấy mình vừa bụng, mà nó hôi nách năm ơi.
nó đi cái mới về nó tắm trà bông rồi này mình biết, vì nó thấy mình cũng có duyên, cha mẹ nó thương, có hai chị em gái cả thằng con trai thứ ba đi, thứ hai thì đi học Hà Nội rồi, nó chề đích nó ngồi gần tao đương đọc sách mấy nhỏ nó học đó. Coi nó viết chữ rồi đọc, nó kê gần tao ngồi vậy liền, nó hôi heo ngọc á, hụt mới chịu không nổi. Đó một lần hồi xưa sao hay hồ nách quá. À, nó con gái nữa. Gái mà hồ nách luôn. Rồi bác biểu bác không không đi xuống nữa, lần một gì nó biểu ông muốn bao nhiêu mẫu đất đó, bị nó cán bộ bự mà nó một cây số vuông đó, cái vuông đó. Rồi rốt cuộc con không bị bệnh gì không ta? Nó hồi nách nhỏ chứ. Cháu nội nó đau ban. Đau ban mà nói người ta bắt về Tài Lân à? Mấy ông thầy bác cũng nói bây giờ vong hồn nó bây giờ cúng thiếu binh gia, bây giờ vong hồn nó ta bắt về Tài Lân. Tao mới xuống à, bị thằng cháu năm đó ở dưới vùng ở dưới Bạc Liêu rồi lên đây mướn đất bằng nè, đồng lắm. Còn hút thuốc cho uống không Thư? Thuốc chanh quanh đủ thứ quá. Yeah. Thuốc địch bưng con biết không, lá nó như lá rau kèo mình nhỏ nhỏ vậy, cũng thú quắc vậy. Yeah. Còn mắc cỡ gai lội không nổi, dòng băng chạy lội cũng không nổi nữa. Rau mương thì thiếu gì, bà nội cái thứ gì cá rô non con ơi, nó ra cái kinh mới múc, mày lấy rổ mày vớt cái muốn nửa thau cá rô non đó. Quá thử. Tao lấy cái mùng tao hứng một lát một thau đầy nhóc, nó trời ơi hứng chi ông Tư làm gì cho hết, có ai đâu mà ăn, thấy cá rô tao nói lăn bột ăn ngon lắm chứ, nó có ai đâu mà ăn không á. Ông muốn ăn bị tao không, mình không ăn cá tra. Cá tra nó nuôi trong hầm, nó cắt cậu dưới mà nó kêu cá dồ không à. Một khách quý mới đãi nha. Dân dùng nó khách thượng khách mới đãi, thịt heo đồ này kia không ai ăn nữa. Dịch cũng không ai ăn, ăn cá tra. Tao bỏ ăn đâu mấy chục năm tao không ăn cá tra, tao gớm á. Hai mấy cha con lùi bụi với mấy người ở xóm nhậu, bữa nay đãi nó gấp nguyên cái bụng để chén chằn chằn bụng mở dần hè. Tao cứ uống rượu hoài không ăn, mà dưới nhà uống rượu đã lắm nha. Vợ chồng con nấu rượu cái có đám tiệc đem lại vợ chồng này nấu rượu đem lại mày uống, đang coi bà nào nấu khéo, bà nào nấu dụng, thử ngày đó. Với nhà nào cũng đặt rượu đó, nấu một kháp vậy 5-7 lít à, không nhiều. Cứ đám tiệc gì thì kia nó mơi mốt đám dỗ vậy là đằng kia người ta đi rượu đó. Quất gan 5-10 lít cho sách lại con à. Rồi con uống rượu người đi lại, mày đem rượu nhà mày cho người ta uống là khách uống. Cái nó mần cá rô, má nó thăm cá rô con bành bành, nó tưởng mình không biết ăn. Mở 2-3 khạp bằng 6 con heo cúng tổ rồi. Tao thấy ở trước bàn còn cầm 3 cái bàn cầm thớt trên dao trên thớt không à. Cúng heo sống đó. Tao mới vô đó thì gặp 4 anh ngồi 4 góc, anh ngồi giữa là anh trưởng đại ca trưởng đó. Nói cúng tao nghe nó nói cười, tao gặp nhỏ tao đi liếc ngang gặp nó ẩm cháu nội nó, tao mới khều cụ chỏ nó. Tao đi thẳng vô bếp, tao mới dòm nhỏ tao hỏi tiếng có cho cháu ăn gì bậy bạ không, nó nói gia cầm không có cho ăn gì. Nó kêu con gái út nó lại, bị con gái út nó ẩm ra vườn mắng cầu, nó trái bành kia 2-3 ký nó rụng chài bãi dòng bệnh ban nó thèm, nó bóc nó ăn. Rồi cô nó cũng đi chơi lo chơi đâu biết trúng liền trận trắng. Nói ông bây giờ bình gia tướng bắt dắt gì tới Tà Lân, nó quá trời xa, nhờ tôi lên Tà Lân rồi, gần cả 100 cây số nữa. Mình thấy rồi, người ta nói vậy rồi, ta bỏ ra đồng luôn. Đi người ta cặp mấy kinh mới múc. Tao bứt mắt cỡ gai rau mương thúi địch rồi kia, bứt cái nồi về ngồi vô bếp lấy dao đây, lấy cái nia để chặt.
chắc vô sao luôn, đổ nước nấu chắc kẹo cho nó uống, rồi biểu tím cho cháu nó uống, uống lát nó hết trần trắng. Rù nữa nó mẹ mở ra, nó ỉa ra mặn cầu còn nguyên hộp, dòng cái nước thèm nó nguyên chín bể tràn bẹt đó, lụm nó nuốt không. Tao nói đó, dòng hồn thì tới Tà Lân rồi đó, thì lên Tà Lân mấy ông cho ăn mặn cầu nè. Ông tướng nó nóng thiệt, đủ má nó vậy mà nó nói thiếu cũng thiếu chữ nát. Dòng bàn ghế đương cầm heo đương đốt đèn xô lật ngang hết, lấy tâm thất dụng đất hết. Nó cúng 6 con heo rồi đó ông Tư, mà nói còn thiếu, bị heo nó nuôi heo trăm lần nữa, chuồng heo nó cả công đất luôn. Cái vuông nó một cây số vuông tính lưới 7 phân rưỡi, nó văng cá bổi mày ơi, thôi con nào mấy bằng tay tao. Cá bổi tao cũng mổ ruột, cá rô cũng mổ ruột. Cái nó nói ông Tư không để con mần, tao nói mần lâu lắm con, tao thèm nhậu nãy giờ rồi, không có đồ nhậu. Dùng mỡ heo mấy khạp nó đổ vô nó chiên, chiên gấp lên mấy ông kia dòm mình, bị nói dân mình ở núi chắc không biết ăn cá, mà không ngờ mình là thầy của nó, không có gì cá bằng cá chiên xù. Còn rau răm, rau thơm, rau rau gì nó mình nấu canh chua đó, mồ ôm bà nội mày lội không nổi. Ôm gần như vậy lắm đó. Ờ, bị xung quanh nó múc vuông nó lên đê, còn chuối mày ơi sao ở đâu đâu mười mấy ngày nó nói thôi bữa nay để con đi với biển, bữa con kiếm đồ lại gì cho ông Tư ăn. Xuống nó bắt đẻn, xuống biển nó bắt đẻn với nó mua mấy con ngát, con 2-3 kg. Đẻn trắng nó sần sù gắn chùm chỏm nó. Ừ, đẻn ăn được không? Còn đẻn cơm ăn ngon lành béo còn hơn cá mình nữa. Ở hang cát nữa không? Hang mùa mưa cái nó lên bày nó lên mấy vuông đó. Đập con sợ quá. Đâu có. Đẻn cắn có độc hay gì không Tư? Đẻn cườm mới có độc. Yeah. Đẻn cườm nó mới dòm người chọc nó đi răng trung mình. Chẳng tới cái đâu trời giờ mà răng chấm chấm như nào. Ờ răng nó như răng quỷ vậy, loài răng mà. Ghê. Ờ giờ thấy ghê lắm. Ở hang nữa, nói hang trình xong à. Con thục thục sình có cát hay mấy xong đó. Đẻn. Thấy ảnh trời ơi lớn. Cái vuông cái thằng ở kế bên đó nó nuôi 12 con heo con luôn, ở chừng ấy không còn con nào nữa, chừng nó gạn vuông nó mới biết mật tuột ở trong cái chuồng heo mần hang ở đó mà. Ồ. Đêm hai đêm lên quất con heo nó ít bữa lên bò được hang không, nó con mật tuột nó lên chuồng heo nó bắt heo được. Dòng cái giòi nó quấn cái chết rồi. Vậy là nó bự dữ lắm hả ông Tư? 13 kg. Ôi dồi ôi. Nó lại nó chia mực tuột. Nó gạn vuông tôm, nó nói ông Tư không biết con gì nó lạ lùng lắm. Mà nhà nó 5-6 chó bạc rê, chó săn không đó. Nó từng vuông đó. Không biết con gì con không thấy mà heo cứ mất lần mất mòn hoài ông Tư. Mình biết nó đi vòng ở dưới nước mà biết con gì. Yeah. Nó ở đây cách biển cũng xa lắm, không thấy nó vô trong nước ngọt mà nó ở đâu biết. Heo ấy chừng bắt lên tao nói mày chừng nào mày vét vuông nó mày coi mày có hang không. Vét vuông nó có cái hang bành kia. Nó chích điện. Chích điện động phóng ra liền. Giọng mực nó hốt mình chết luôn với nó đó. 10-mấy kg luôn mà. Nó bự quá nam thật sự á. Mình nó quấn chết tư. Chích điện phóng ra cái chích thêm thì chết luôn không Tư? Chích. Đem lên ông Tư nói mà, tao nói ở dưới trong nước tao có biết con gì. Mình nghi đi cốc, nhưng mà đi cốc làm sao nó bò lên nó ăn heo được. Nghi vậy thôi, không biết mực tuột mà nó bự cỡ đó. Quá bự. Bà cố nội nó bắt nó cho ăn khúc. Đem về nhậu.
thôi rồi, cái một cái dồi nó không nhập không hết cái rau thôi là nó 10 kg cái mình nó chưa được 1 kg rau nó không 9 kg rau nó ăn ngon cái mình đó, nó giòn mà con biết ăn nó mới ngon. Mực mà để luộc chầm ê là ăn hết nổi rồi, nhai không đứt. Về vừa trụng vô nóng là anh cuốn lại mình lấy ra quất liền mới giòn ngon chứ không là biết nó teo nhéo là được lâu quá teo lại nó dai vô lại chở màu đỏ là quất rồi giòn nó là xào chua rồi kia lẩu chua rồi ngon. Bà nội rùa mày ơi, chiều tao xách cái đèn soi nó đi từng bưng nó đi từng cái dòng nó đặt lọp rùa vàng con 2-3 kg không ai ăn, đặt lọp dở ra dục bỏ xuống. Còn cá bổi với cá bổi kỳ đỏ đó con, mình chè bằng tay gì mình úp cá bổi không hết, 2-3 con ký nó con bự quá, bằng tay mình không dắp nó đâu, không dắp cá bổi mà cái kỳ nó rõ lòm đó. Nó bự hơn cá bổi đồng miên mình vậy đó. Bổi đồng miên mình 10-20 con mới được 1 kg. Còn nó 2-3 con 1 kg à. Từ đó ăn mới đã đó. Còn 2 con một mình ăn. Đi xuống với tao ở 1 tháng 20 ngày không có uống miếng nước lạnh. Rượu uống nước dừa không à. Dừa, tưởng rượu. Nó bẻ ra một đống. Nói trời ơi ông Tư ơi, dừa, dừa, dừa khô thì có 3-4 ngàn chục à. Chục 16. Người ta mới biểu bà này chồng của bà bị bại liệt, bà mập như Mỹ vậy đó. Bà theo bà nhậu chung với đó, bà rủ tao hoài. Ở trên anh, tôi chở anh đi, chi phí tôi lo cho hết. Đừng bà với nó uống rượu hôi thâm luôn. Bà nội ơi, 4 thằng đàn ông mình nhậu chưa được nửa đường cơ. Nhậu ghê. Rượu mà nó nấu rượu 60-70 độ mà con tính uống ly cối đó mày tính. Mình quất vô nước mắt chảy 2 hàng nuốt không nổi. Nuốt không trôi. Đừng bà nó uống rượu vậy đó. Bạn thân chồng đi khỏi là lại là vợ là thay thế đó. Thay thế, nó ngủ với ông luôn. Chứ đừng nói ấy, thế chồng luôn. Nhậu thay thế đó. Quá ghê không? Tao sợ. Tao sợ phụ nữ miền đó. Vợ mày nấu rượu cái đem lại vợ chồng ông này nhậu, vợ chồng này nấu đem lại chú đó nhậu, đang uống thưởng thức coi rượu ai ngon ai dở. Nguyên Kháp nấu 5-7 lít à, rồi đổ hèm vô nấu nữa. Bây giờ còn như hồi xưa nữa không thấy không? Còn dùng đó ta không uống rượu chợ đâu con. Rượu chợ đâu, tao đi tao gặp ruốc nó đổ trên cái lộ mới múc máy ủi, nó ủi nó bang bang chứ nó ủi chưa có bằng đất nữa. Ruốc nó đổ đồ ngang đầu gối, tao biểu thằng cháu đi mày vô mượn cái rổ đi đi mua mới ruốc về chiều gói bánh tráng ăn cho mẹ. Nó ông Tư muốn ăn hả, vô ở nhà ông Miên nó lấy cái rổ bành kia nó quất dung một rổ bưng về. Biểu vợ nó rửa, nó nói dơ lắm, dòng biển mà không dơ cho được. Đủ thứ. Vì nó lựa ăn đâu mấy cuốn, nó mà gọi ăn mấy cuốn. Ớn à. Còn cá đèn con mà lớn lớn, cá đỏ lòm như cái đèn cày mình đó năm. Công nhận cá đó ăn béo ngon hơn cá chạch mình đó. Để con đi lượm ngon quá. Vì dân lát cho ông ăn. Ở dưới cái gần cái huyện khỏi huyện Trần Văn Thời rồi tới dưới mũi dưới ấy rồi đó, ra biển sát bên rồi cảng ra biển sông Đốc đó. Cảng sông Đốc đó. Hai vợ chồng này nó hãn nước mắm cá cơm đó. Nó, ông Tư ông muốn cái gì ông xuống đi, ông muốn sắm cái gì ông ở đây với tụi con. Vì cái nhà cái hãng nước mắm, công ty nước mắm nó 3-4 cái nhà dài như nhà lòng chợ mình. Thùng nước mắm nữa. Rồi ngay chỗ tao ngủ đó trời cũng đánh bể lỗ bằng thúng dài. Tao xuống tao ngủ bữa trước bữa sau tao biết rồi. Tao nói sao kỳ ở đây.
Rồi tao hỏi mẹ con cái thằng dắt tao đi xuống đó, hỏi ở đây con ngủ con thấy gì không? Nó thấy có một cục đen xì, nó chiều bữa nào cũng gặp. Tao nói cái nhà này con ở đây con bị người ta ếm, hồi đó nó cắt ếm rồi, bị trời đánh vậy nè, nó chưa hết nữa. Đi xuống với bà nội cũng ăn chơi không làm gì tối ngày. Rồi cái vụ gỡ yếm đó là sao ông Tư? Mau lắm con. Vậy biết. Hả? Ừ, mau. Vậy là ông Tư nhìn biết ha? Biết. Thì tao nói có gì đâu. Tao biểu vợ nó, con đi chợ con mua cho tao 2 con tôm với miếng thịt heo như khía được rồi, cúng tam sinh á. Dạ. Với 2 cái trứng gà. Tao mua ấy ra tao chiều tao đốt ngang tao cúng. Tao gỡ yếm luôn. Nó nói hàng chi vậy con bằng ăn được. 2-3 chiếc ghe lưới rùng đó, lưới cá cơm á, bị bạn nó lấy bán nó coi. Thằng đó nó giàu bạc nhược. Ở đây con lo cho ông từ A tới Z, ông muốn ở nhà mấy tầng con cất cho ông mấy tầng. Ông ở đây ông hốt thuốc trị bệnh cho người ta luôn. Vậy là ông gỡ cái vụ yếm nó ra hết luôn không từ? Hết. Gỡ nó hết. Cúng là gỡ một. Cái công ty nước mắm cá cơm. Còn mấy ông già mà mần thùng để mua mây mần niền nước mắm đó, chiều nhậu vui lắm nè. Bữa tao đi xuống sông Đốc, nó cho con sam nó lớn hơn con lá mình nữa. Ôi. 10 mấy ký. Ăn được không? Con sam. Ngon. Mình đâu biết ăn. Cái ông già mà quen nhậu với tôi hoài, ông nói chú không biết mần, đừng rớ nó để tôi. Mình tính lấy cái mu đem về chứ mình coi chơi với cái đuôi. Không biết thằng nào ăn cắp cái đuôi mất tiêu. Phơi mà nắng á. Còn cái mu thì ông bắt nguyên con lên ông nướng. Ông quất gì cái đó cái xô cái gì, một xô thịt không. Ăn nó ngon hơn tôm, ngon hơn cua biển nữa không. Ông bóp gỏi. Ông mua bắp cải ông bóp gỏi. Nướng rồi lấy thịt cho bắp gỏi. Ừ, nướng rồi ông trộn đậu phộng củ hành tây rồi vô ông bóp gỏi. Công nhận hai anh em quất đâu 3-4 ngày mới hết sao. Quá bự. Quá bự. Bị đi xong dòm thấy cái thằng nó chạm cá nó đưa lên. Nó ông cầu ông cố nhậu con này nhậu được không cố. Cừ cừ chứ đâu dám xin. Thấy bự quá. Rồi ông bắt gì ông nhậu đi. Tụi con ăn nó điếc rồi cũng ớn. Vì tụi nó lưới rùng nó đánh ngoài khơi xa lắm. Được mấy con đó. Đi xuống mấy tháng mấy ăn tàn đồ rừng đồ biển rồi. Ngon. Còn ổng chuyên môn cặm cua biển. Cây trúc dài 4-5 thước thì ổng róc nguyên từ gốc tới đọt vậy ổng. Cầm câu ông móc con lịch đó. Lịch ông chặt làm hai ra rồi ông móc. Ông xỏ dây chì đó ông móc. Chừng nào mà nó lôi cần câu chìm còn cái tha phao đó ông lại ông có cái vợt bự lắm. Ông lại ông nghịch nhẹ nhẹ nó ông hết. Cua con ký mấy 2 ký luôn. Trong đó. Ông nó bị ăn riết rồi không biết cho chú ăn gì. Bữa nay đi bắt cua ăn bữa. Hồi sáng ông có chiếc máy cô le, ông đi để với chuồng nhỏ, ông chạy ra ngoài biển. Ông đi cái trưa xế 11, 12 giờ ông về. Cua bự vậy có gạch nhiều không ta? Gạch. Cua gạch nó có mùa. Yeah. Trời tối là nó có gạch à. Yeah. Trời sáng trăng nó không có gạch. Ngộ hả? Bữa đó ông bắt con cua gạch cho ông về không? Tôi nói anh bán đi để đem gì cho chị bán. Bán nhiều. Lâu lâu ông mới ăn được ăn. Tôi cầm cũng nhiều lắm mà ít gạch tròn lắm. Lâu lơ lâu lắc mới được một con. Nó gạch tròn hai mấy con cái đúng không? Mấy con cái không à. Nó có gạch tròn trứng non nữa. Tôi nghe người ta nói ăn cua gạch tròn mà ăn gạch tròn nhiều quá hồi sai hả ông Tư? Đồng sai. Béo thấy bà nội cũng sai. Có gạch cua đồng đó. Cua đồng mình còn xây máu ngà. Yeah.
cua đồng mình mà cua ruộng trên con ăn không say, mà cua dưới đồng nước mình ăn say. Ngộ á. Thì anh ăn cỏ ấy bậy bạ đó. Dạ. Ồ, rồi tao đi với ăn. Nó nói ở đây đi, con lo ông muốn ở nhà lầu mấy tầng, con cắt cho ông ở mấy tầng. Vợ chồng đó nó giàu bạc nhược. Tao đi Cà Mau nó, ông già nó mần tới cái gì bên nhà nước cũng bự lắm, hội đồng cái gì cũng giúp, ông gỡ yếm nhà nó mừng quá mừng. Hàng nước mắm. Yeah. Vợ chồng đó nó mua ba cái ghe cào đôi mà ghe lớn không đó con, bị bạn chạy bán luôn. Nó lỗ cái mấy tỷ đó. Đập đó. Nó nói ông ở trên còn anh còn chị còn em gì không, tao nói còn ai đâu, tao muốn đi đâu tôi đi à, còn nhưng mà tụi nó có vợ chồng hết rồi, biểu anh chị không có cơ sở gì làm, ông kêu xuống đây ở với tụi con. Hai vợ chồng ở trong cái hãng nước mắm nó có mười mấy người, mấy ông già thì nhiều, còn dân quét dọn nhà cửa cho nó cũng có mấy người trẻ trẻ, sáng người ta mới lại, người ta dọn nấu cơm, vợ chồng sướng như vua, ăn cơm có người nấu, dọn lên tới chỗ. Hồi xưa đi mà ông Tư đi nhấp chỗ dân ăn nhiều quá. Tao xuống nó tưởng tao bị nó nói thầy ở Tà Lan xuống, tao cười quá. Đồ nữa nở nó xách đồ lại cho mày nhậu, rượu, bánh, trà. Đừng bà không, đừng bà dùng dưới, đừng bà quá không à. Lợi đứa này nó chồng con đi mấy tháng không gì à. Đi biển đó. Đi biển đó. Năm chết nhiều lắm. Chết nhiều lắm. Chú về trước cơn bão đó. Mà đừng bà như thôi mà uống rượu ba thằng mình bữa nó bỏ túi gọn bần. Đừng bà nó uống. Đừng bà nó uống rượu một cái thôi. Mà dân ở sông đốc chứ. Đừng bà đừng ông uống rượu về sầu. Cái thằng này nó làm con nuôi. Bữa đó đi nó nhổ mạ nó chụp một lát một càng xé chuột. Đem về nó làm gì ăn. Tôi hỏi nào giờ mày có ăn bóp gỏi chuột chưa. Nó nói chưa. Có ăn canh chua chứ. Nó nói chưa. Tao nói gì vậy được rồi. Tao nấu canh chua, tao bóp gỏi cho tụi mày ăn bữa. Nó trắng tư thấy gốm nó không tư ăn gì được. Nấu chua phải chiên lại hay gì. Chiên ăn đâu ngon nữa. Mất mùi vị rồi, nấu chua ăn. Chừng nó ăn được bà nội đợt sau ba con nó cũng nấu canh chua. Thì nó nói ngon luôn. Hơn gà vịt lươn cá gì đó. Ăn được ghiền luôn. Nó có nuôi con chó. Thằng kia đổi cái nanh heo dài gì. Vợ chồng thằng này có con chó săn. Nó săn trong U Minh á. Bị heo rừng đánh chó nó chết. Vợ chồng như thất tình vậy. Ở Cà Rèm đầu cửa nhà này 3-4 ngày. Nó mới nói vụ chó. Nó bị thấy chó cụ nói giống chó thằng này. Chó với con nào con nấy 20 thằng ăn không đúng nhất đâu. Nậu nấy 30-40 ký không. Chó săn với trong đốc Cà Mau không. Chó bự con. Chó đó của ông già vợ nó bị nó nói chưa đẻ. Đẻ con bắt cho sư phụ muốn nuôi mấy con bắt cho mấy con. Tao nói bị tao giờ tao đâu săn bắn gì nữa bắt. Cơm hả con. Mấy cháu về nhớ cử nha con. Cảm ơn mấy cháu nhiều. Chừng nào hết cái bệnh ấy tới nó để quất lần hai thằng nó quậy con xuống. Cháu về. Dạ dạ. Biết đường rồi kỳ sau đi mau rồi. Tưởng mày ở đâu Long An rồi với xa đây Long Xuyên mình gần mà.